Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi trưa hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 7, giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ sau quyết định tăng lãi suất của Fed trong bối cảnh đồng đô la Mỹ và trái phiếu của Mỹ giảm mạnh. Bên cạnh đó, mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh cũng đã hỗ trợ cho giá vàng. Ở trong nước, mặc dù thị trường vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước trong phiên ngày hôm nay đã đi ngược chiều. Ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc điều chỉnh mức giảm từ 100 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Với mức điều chỉnh trên, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán so với phiên ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua đang có mức giá 65 triệu đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 020.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh ở chiều mua đứng tại mức 65 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu đồng một lượng, thấp hơn 20.000 đồng một lượng so với tại Hà Nội và Đà Nẵng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có mức giá ngược chiều so với giá vàng SJC. Tại Hà Nội đang có mức giá mua vào 63 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi mua vào tại mức 64 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng ở chiều bán, tăng 300 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán so với phiên ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có mức điều chỉnh tăng khá mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang mua vào tại mức 65 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi mua vào tại mức 65 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 400 nghìn đồng một lượng, tăng 300 nghìn đồng một lượng chiều mua và 350 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 1 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 65 triệu đồng một lượng, chiều bán 66 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu cũng có mức giảm tương tự 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 65 triệu 020.000 đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 980.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua và 300.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 65 triệu 200.000 đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 650.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank không có sự thay đổi cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65 triệu đồng một lượng, chiều bán 66 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức tăng từ 42.000 đồng một lượng đến 100.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.024.000 đồng một lượng đến 51.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.024.000 đồng một lượng đến 52.850.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.736,7 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 2,7 đô la với tỷ lệ 0,16%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.733 đô la Mỹ và cao nhất 1.741 đô la Mỹ một ao.
tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.100 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 0,69%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 106,268 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,783% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 98,471 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới đã hồi phục lên sát vùng 1.740 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 50.400.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 15.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 2.400.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay ngày 28 tháng 7 đã tăng mạnh trở lại, với giá vàng tương lai đã tăng tới 18,8 đô la Mỹ lên mức 1.735,1 đô la Mỹ một ao. Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.737 đô la Mỹ, tăng khoảng 17 đô la so với rạng sáng ngày hôm qua. Sau chuỗi ngày đứng yên nín thở chờ quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thị trường kim loại quý thế giới đã chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ sau khi cơ quan này tuyên bố mức tăng 0,75% tại cuộc họp tháng 7 đã kết thúc vào rạng sáng nay 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Những thay đổi trong giọng điệu của người đứng đầu cơ quan này cũng được xem là đòn bẩy giúp giá vàng lấy lại được đà tăng. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp, Chủ tịch Fed ông Powell lần đầu tiên trong năm nay đã thể hiện một giọng điệu ôn hòa hơn liên quan đến việc tăng lãi suất. Ông Powell tiếp tục nhấn mạnh rằng tất cả các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Ông nói thêm, lần đầu tiên kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất, cơ quan này giờ đây cảm thấy đã đến lúc giảm tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, người đứng đầu của Fed không nói cụ thể khi nào điều đó xảy ra. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu GDP của Mỹ trong quý 2 dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay thứ Năm. Báo cáo này sẽ cung cấp cho thị trường dữ liệu chính xác về việc liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có đang đi vào suy thoái hay không. Nhiều nhà quan sát dự đoán GDP của nước này trong quý 2 sẽ là âm và điều này sẽ chính thức xác nhận rằng nền kinh tế đi vào suy thoái trong nửa đầu năm 2022. Theo định nghĩa truyền thống, một nền kinh tế được cho là suy thoái khi tổng sản phẩm quốc nội thực âm hai quý liên tiếp. Nói về điều này, Chủ tịch Fed ông Powell cho rằng nhưng ông không nghĩ rằng nền kinh tế của Mỹ đang suy thoái vì còn quá nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đang hoạt động rất tốt. Về dự báo giá vàng, hiện có nhiều ý kiến trái chiều về triển vọng của kim loại quý trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hướng đi của kim loại quý sẽ vẫn phụ thuộc vào những diễn biến của đồng bạc xanh vốn gắn liền với những đợt tăng lãi suất của Fed. Phiên hôm nay, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lùi về mức 106,2 điểm. Thế nhưng, không phải các ý kiến đều lạc quan về thị trường kim loại quý. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ vẫn còn, đồng bạc xanh vẫn là đồng tiền mạnh nhất trên thị trường và là một tài sản trụ ẩn an toàn quan trọng. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng phiên hôm nay 28 tháng 7 biến động trái chiều với giá vàng thế giới khi các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Hiện tại, vàng SJC trong nước vẫn đang bán ở quanh mức 66 triệu đồng một lượng và chiều mua quanh mức 65 triệu đồng một lượng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.